Thầy chào các em học sinh. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn tập lý thuyết và làm một số bài tập của chương 1 Quan học. Bài học ngày hôm nay, thầy sẽ ôn lại cho chúng ta phần lý thuyết của chương 2 Âm học và cũng làm một số bài tập cơ bản. Thì nội dung lý thuyết thì chúng ta phải học thuộc và ghi nhớ để làm một số bài tập trắc nghiệm. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một số bài tập tự luận cơ bản của chương 2 âm học. Chúng ta vào phần A, lý thuyết của chương 2 âm học. Câu số 1, nguồn âm là gì? Nêu một số ví dụ về nguồn âm. Đặc điểm nguồn âm là gì? Chúng ta cùng nhau nhớ lại kiến thức và cho thầy biết nguồn âm là gì. Nêu một số ví dụ về nguồn âm và đặc điểm chung nguồn âm là gì? Nguồn âm là gì nào? Như vậy, nguồn âm là những vật phát ra âm. Em lưu ý, những vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Thì từ định nghĩa này, chúng ta sẽ lấy được một số ví dụ về nguồn âm như là chúng ta thổi kèn nè, chúng ta đánh trống nè, chúng ta thổi sáo nè, thì những vật này ta gọi là nguồn âm, những vật này tự phát ra âm. Và đặc điểm chung nguồn âm là gì? Đúng rồi, các vật phát ra âm đều dao động. Các em lưu ý là các vật phát ra âm đều dao động. Các vật phát ra âm đều dao động. Ví dụ như là khi chúng ta đánh đàn thì dây đàn dao động, khi chúng ta đánh trống thì mặt trống dao động, khi chúng ta gõ vào chuông kêu thì thành chuông dao động, và khi chúng ta thổi sáo thì cột không khí trong sáo dao động. Thì chúng ta phải nhớ được một số bộ phận của các nhạc cụ này dao động phát ra âm. Tiếp theo câu số 2, tần số dao động là gì? Đơn vị của tần số. Tần số dao động như thế nào thì âm phát ra càng trầm hoặc càng bóng? Thì câu số 2 này các em phải nhớ được cho thầy định nghĩa về tần số dao động. Và tần số dao động nó sẽ có mối liên hệ gì với âm trầm, âm bóng? Thì thầy nhắc lại cho chúng ta, âm trầm người ta thường gọi là âm thấp, âm bóng người ta thường gọi là âm cao. Như vậy tần số dao động là gì? Thì tần số dao động là số dao động trong một giây. Các em lưu ý là tần số dao động là số dao động trong một giây. Đơn vị tần số là Hz, ký hiệu là Hz. Và tần số nó sẽ có liên quan tới độ cao của âm. Thì độ cao của âm chúng ta sẽ có âm thấp và âm cao. Âm thấp người ta thường gọi là âm trầm, âm bổng thì gọi là âm cao. Và chúng ta lưu ý là tai người có thể nghe được âm trong khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz. Nhớ là tai người nghe được khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz. Nếu mà âm thanh nó phát ra tần số nó không nằm trong khoảng này thì tai người cũng không thể nghe được. Dưới 20Hz gọi là hạ âm. Tai người cũng không thể nghe được hạ âm thì nó nhỏ hơn 20Hz. Và lớn hơn 20.000Hz ta gọi là siêu âm. Tai người cũng không thể nghe được siêu âm. Các em phải lưu ý được vấn đề này cho thầy. Và mối liên hệ giữa tần số và độ cao của âm như sau. Vật dao động càng nhanh, âm phát ra càng cao. Âm cao người ta thường gọi là âm bổng. Khi tần số dao động càng lớn. Và ngược lại, dao động càng chậm thì âm phát ra càng thấp. Âm thấp người ta thường gọi là âm trầm. Khi tần số dao động càng nhỏ. Đấy, các em nhớ cho thầy là tần số sẽ liên quan tới độ cao của âm. Tần số càng lớn âm phát ra càng cao, tần số càng nhỏ âm phát ra càng thấp. Tiếp theo câu số 3, biên độ dao động là gì? Biên độ dao động như thế nào thì âm phát ra càng to hoặc càng nhỏ? Và đơn độ to của âm là gì? Thì các em phải nhớ được cho thầy biên độ dao động là gì. Biên độ dao động nó sẽ có mối liên hệ gì với độ to của âm?
thì biên độ động là gì? Ta sẽ có biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng. Các em lưu ý là biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng. Mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm như sau: là dao động càng mạnh, biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to. Và ngược lại, dao động càng yếu, biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra càng nhỏ. Như vậy là biên độ dao động nó sẽ liên quan tới độ to của âm. Biên độ dao động lớn, âm phát ra to. Biên độ dao động nhỏ, âm phát ra nhỏ. Và độ to của âm được đo bằng decibel, ký hiệu là dB. Và một điều các em lưu ý là ngưỡng đau của tai là 130 decibel. Từ 130 decibel trở lên thì âm thanh nó sẽ rất là to, rất là lớn, có thể gây ra đau nhức tai, chảy máu tai. Đấy, nên chúng ta phải chú ý nghe âm thanh nhỏ và bảo vệ tai của chúng ta. Tiếp theo câu số 4, những môi trường nào có thể truyền được âm và môi trường nào không thể truyền được âm? Lưu ý cho thầy là những môi trường nào âm có thể truyền qua được và môi trường nào âm không thể truyền qua được. Cái này rất đơn giản đúng không nào? Thì âm có thể truyền được trong các môi trường như chất rắn, chất lỏng và chất khí. Và âm không thể truyền được qua chân không. Các em lưu ý là âm thể truyền được qua chất rắn, chất lỏng và chất khí, và không truyền được qua chân không. Tiếp theo câu số 5, so sánh vận tốc truyền âm trong các chất rắn, chất lỏng và chất khí. Thì như chúng ta đã biết là âm truyền được trong các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí. Như vậy chúng ta phải so sánh vận tốc truyền âm trong 3 môi trường này. Trong 3 môi trường này, môi trường nào truyền âm nhanh nhất, môi trường nào truyền âm chậm nhất? Thì chúng ta sẽ có vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, và trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí. Như vậy chất rắn thì truyền âm nhanh nhất rồi tới chất lỏng và tới chất khí. Hoặc nói ngược lại, chất khí truyền âm chậm nhất rồi tới chất lỏng và chất rắn truyền âm nhanh nhất. Các em phải lưu ý nhớ được vận tốc truyền âm của trong các môi trường này. Tiếp theo câu số 6, âm phản xạ là gì, tiếng vang là gì, các vật nào thì phản xạ âm kém, các vật nào thì phản xạ âm tốt? Chúng ta phải nhớ được định nghĩa âm phản xạ là gì và tiếng vang là gì, thì từ đó chúng ta sẽ phân biệt được một số vật phản xạ âm kém, một số vật phản xạ âm tốt. Thì âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt trắng. Các em lưu ý là âm dội lại khi gặp mặt trắng là âm phản xạ. Như vậy là tất cả các âm đều có âm phản xạ, nó chỉ phản xạ nhiều hay ít. Đấy, các em lưu ý là tất cả các âm đều có âm phản xạ. Còn có tiếng vang là như thế nào? Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây. Lúc nãy thầy mới nói là tất cả các âm đều có âm phản xạ, nhưng không phải âm nào cũng có tiếng vang, được chưa? Tiếng vang chỉ xảy ra khi âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây. Và những vật phản xạ âm tốt hay được gọi là vật hấp thụ âm kém là những vật cứng có bề mặt nhẵn. Là lấy ví dụ như là mặt gương này, mặt gương là những vật cứng này, bề mặt nhẵn này, mặt đá hoa, tường gạch, thì những vật này là vật phản xạ âm tốt hay được gọi là vật hấp thụ âm kém. Và vật phản xạ âm kém hay được gọi là vật hấp thụ âm tốt là những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề. Đấy, chúng ta cũng lấy rất nhiều ví dụ về vật phản xạ âm kém như là miếng xốp, áo len, ghế điện mút, tải len, rất nhiều. Đấy, chúng ta phải phân biệt được vật nào là vật phản xạ âm tốt, vật nào là phản xạ âm kém. Vật phản xạ âm tốt có tên gọi khác là hấp thụ âm kém. Nó phản xạ âm tốt thì nó sẽ hấp thụ kém đi,
nó phản xạ âm kém thì nó sẽ hấp thụ âm tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần B bài tập. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một số bài tập tự luận cơ bản để chúng ta phải học thuộc lý thuyết mà thầy mới trình bày chúng ta, để chúng ta làm một số bài tập trắc nghiệm. Sau đây là bài tập tự luận cơ bản. Câu số 1. Trong 3 phút Phật thực hiện được 5.400 dao động. Em phải tính tần số dao động của vật đó, và tai ta nghe được âm do vật đó phát ra hay không? Thầy giải thích vì sao. Thì theo đề bài cho, người ta nói là trong 3 phút Phật thực hiện được 5.400 dao động, phải tính tần số dao động. Thì để tính được bài này, chúng ta phải nhớ lại công thức tính tần số dao động. Thì tần số dao động sẽ tính bằng số dao động chia cho thời gian. Thời gian là tính bằng giây. Đấy, các em lưu ý thời gian tính bằng giây, vì tần số dao động là số dao động thực hiện trong một giây. Đó, từ đó chúng ta sẽ có công thức tính tần số dao động. Thời gian đây tính bằng giây. Thì đề bài ở đây cho bằng phút, thì điều đầu tiên chúng ta phải đổi thời gian ra giây, đúng không nào? Đấy, chúng ta phải đổi 3 phút bằng 3 x 160 bằng 180 giây. Chúng ta biết được 1 phút bằng 60 giây. Như vậy 3 phút bằng 180 giây. Thì từ đây chúng ta sẽ áp dụng công thức tính tần số. Tần số dao động bằng số dao động chia thời gian. 5.400 chia 180 bằng 30 Hz. Các em lưu ý đơn vị Hz. Thiếu đơn vị là bị trừ điểm rồi. Rồi tiếp theo, tai ta có nghe được âm của vật này phát ra hay không? Thì chúng ta phải dựa vào tần số dao động của vật này. Tần số dao động là 30 Hz. Và chúng ta nhớ lại là tai người chúng ta nghe được tần số từ 20 Hz đến 20.000 Hz, đúng không nào? 30 Hz này có nằm trong khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz không? Đúng rồi, 30 Hz này nằm trong khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Như vậy tai người có thể cảm nhận được âm do vật này phát ra, được chưa nào? Đấy, chúng ta phải dựa vào tần số dao động và nhớ lại tai người nghe được từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Ví dụ như vật này có tần số dao động là 10 Hz. 10 Hz không nằm khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Vậy 10 Hz thì tai người không thể nghe được, được chưa nào? Chúng ta lưu ý. Tiếp theo câu số 2. Để xác định độ sâu của đáy biển, một tàu neo cố định trên mặt nước phát ra sóng siêu âm rồi thu lại sóng siêu âm phản xạ sau 1,4 giây. Biết vận tốc truyền âm sóng siêu âm trong nước là 1.500 mét trên giây. Em hãy tính độ sâu của đáy biển. Thì câu này cũng là ứng dụng của sóng siêu âm trong đời sống của chúng ta. Người ta sử dụng sóng siêu âm để đo độ sâu của đáy biển, chứ người ta không có lặn xuống biển người ta đo bằng thước. Đấy, độ sâu của đáy biển, người ta sẽ dùng một cái tàu neo cố định, người ta phát ra một sóng siêu âm xuống đáy biển. Rồi các em, đây là cái mô tả thí nghiệm như sau. Một cái tàu neo cố định này, người ta phát một cái âm truyền đi là sóng siêu âm. Tới đáy biển thì sẽ có một âm phản xạ quay trở lại tàu. Thì bài cho là phát ra sóng siêu âm, nghĩa là âm truyền đi, rồi sẽ có âm phản xạ quay trở lại tàu, tổng thời gian là 1,4 giây. Thì tính độ sâu của đáy biển, độ sâu đáy biển có nghĩa là khoảng cách từ tàu neo này tới đáy biển. Chúng ta biết được tính công thức tính quãng đường S bằng V nhân T, đúng không nào? Trong đó S là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian. Nhưng mà em lưu ý trong bài này, thời gian ở đây là phát ra sóng siêu âm rồi thu lại sóng siêu âm phản xạ, tổng thời gian là 1,4 giây. Đó, tổng thời gian âm truyền đi và âm phản xạ trở lại là 1,4 giây. Thì chúng ta phải tính được thời gian truyền âm từ tàu tới đáy biển, chúng ta phải chia cho 2. Như vậy là 1,4 chia cho 2 bằng 0,7 giây. Từ đây chúng ta sẽ áp dụng công thức S bằng V nhân T là độ sâu của đáy biển, 1.500 nhân 0,7 bằng 1.050 mét. Em lưu ý có đơn vị, được chưa nào? Chúng ta phải đọc kỹ đề
xem là khi mà phát ra sóng siêu âm rồi thu lại sóng siêu âm phản xạ tổng thời gian là 1,4 giây. Đó, thì để chúng ta biết được tính thời gian truyền âm từ tàu tới đáy biển là bao nhiêu, chúng ta mới sử dụng công thức S bằng V nhân T. Như vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta lý thuyết của chương 2 âm học và một số bài tập tự luận cơ bản của chương 2 âm học. Thì các em lưu ý đọc thuộc phần lý thuyết và xem lại một số bài tập. Bài học ngày hôm nay đến là kết thúc. Thầy chào các em.